đây trứng cút mình đã luộc xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình chắc nước này ra. Ủa lọc trứng cút mình có bí quyết gì không chị? Có em, mình muốn lọc trứng cút có bí quyết đây, mình đậy nắp xong lại mình lắc. Mình lắc như vậy á mình lọc rất là mau. Đây, nó mềm vỏ hết như vậy. Mình sẽ lọc. Không? Xong mình sẽ rửa lại rất là nhanh. Nó mất đỡ mất thời gian. Không? Nó đã mềm hết rồi nè, mình xóc nó mềm hết rồi nè. Ồ, trứng gà có xóc được vậy em chị? Được. Thấy không? Mình rất là mềm luôn đó không các bạn. Mình để vô là rất là nhanh.